Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Hoàng gia Keno. Ngày hôm nay thì hiện tại thì mình đang ngồi uống cà phê các bạn. Uống cà phê buổi sáng chiều chiều. Đấy. Hiện tại thì mình đang có mặt ở Sài Gòn. Đấy. Và hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem một mô hình cà phê thú cưng lớn nhất Sài Gòn và nổi tiếng nhất Sài Gòn nhé. Đây. Hôm nay thì mình đang có mặt tại iCravet. Đấy. Đây là logo iCravet này. Đấy, trước mắt mình thì là sân chơi của các bé. Hiện tại thì đây hiện tại là 7 giờ sáng thì đang thả các bé ra để đi vệ sinh và cho các bé thể dục buổi sáng. Đó. Thì có nhân viên để túc trực và xử lý vệ sinh. Khu vệ sinh. Đúng. Cái khuôn viên của cả quán cà phê, cả roaming, cả trang trại thì 500 mét vuông, tổng hơn là hơn 100 con chó. Đúng. Và quán cà phê thì được nằm ở ngay trung tâm, ngay khu dân không khu đông dân cư luôn. Đó. Đó. Các bé đây rất là dễ thương nha, có ghi này, có bun này, đấy, bút đồ, rất là nhiều dòng, tất cả các dòng chó luôn. Đó, còn đây là khu mà khi mà khách đến tham quan, khách đến uống cà phê, đó, bên trong nữa là khu uống cà phê này. Ở đây thì khách vừa uống cà phê vừa được chơi với các bé cún luôn. Và iCravet cũng là một bên hợp tác với Hoàng gia về mảng làm đẹp, spa cho cún. Đó, nên là những khách hàng nào bên Hoàng gia có thể đến đây để làm đẹp nhé. Làm đẹp cho các bé cún.